Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ án Hồ Duy Hải cờ trong tay Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Các quân cờ đã di động tiếp tục duy trì suy đoán vô tội hay xóa bỏ nó để thiết lập một nền công lý cho chế độ hoàn toàn nằm trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Theo ý nghĩa này, thay máu tòa án nhân dân tối cao cũng là tiền đề cho thắng lợi đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những vi phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải và rất nhiều vụ án oan sai nổi cộng chưa được xem xét như Lê Văn Trưởng, Nguyễn Văn Mạnh, Đặng Văn Chiến, vân vân. Với hai vụ tự sát ở tỉnh Bình Phước và Hà Nam đang thời sự cho thấy việc thay máu lãnh đạo của hội đồng thẩm phán là hết sức cần thiết và đúng đắn. Muốn chấm dứt căn bệnh suy đoán có tội thì một quyết định xử lý đúng đắn về nhân sự sẽ có giá trị thuyết phục cao hơn buổi tập huấn về nguyên tắc suy đoán vô tội. Đó là phép thử cho sự công tâm, quyết liệt, cứu chuộc nền công lý của ông Nguyễn Phú Trọng. Ngày 13 tháng 5 năm 2020, sau khi tuyên tử hình Hồ Di Hải trong phiên Giám đốc Thẩm, Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về vụ án, kêu gọi chống phá hệ thống tư pháp. Cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương bồi nhọ, quy kết cả nền tư pháp. Nguy hiểm hơn, có một vài đại biểu Quốc hội chính thức là có 3 đại biểu Quốc hội phát biểu không đúng với nội dung của vụ án, đưa ra nhận xét chủ quan, Dựa vào thông tin trên mạng xã hội, vấn đề này làm phức tạp thêm tình hình. Ba vị đại biểu quốc hội gồm Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thành Vân, Trương Trọng Nghĩa. Theo luật tổ chức quốc hội tại khoản 1, điều 1 cho biết quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật tổ chức tòa án nhân dân tại khoản 1, điều 26. Tranh án tòa án nhân dân tối cao do quốc hội bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Trong luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao theo quy định tại khoản 7 điều 27 về việc tranh án tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ trình chủ tịch nước bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức phó tránh tòa án nhân dân tối cao. Như vậy phát ngôn của Nguyễn Trí Tuệ là sự báng bổ vào cơ quan cao nhất của dân cũng như đe dọa sinh mạng và hạ nhục tư cách đại biểu quốc hội của các ông Nhưỡng Vân Nghĩa. Sau những phát ngôn của ông Tuệ, ba vị đại biểu của dân nói trên cũng trình bày thêm trên mạng xã hội. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 15 tháng 6 năm 2020 đưa tin kỳ họp quốc hội diễn ra với ý kiến của đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Vụ Hồ Duy Hải, những sai lầm của tư pháp đừng đổ cho đại biểu quốc hội. Làm dối, đại biểu quốc hội không làm những thứ này cùng ngày tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình trình bày trước quốc hội vụ án hồ duy hải theo báo cáo của tuổi trẻ cho hay tất cả những tình tiết giết người vậy gây án vật án và những thứ liên quan đến vụ án đều là những tình tiết cũ dư luận đã biết rõ chúng đầy mờ ám thông qua những phiên những phản biện của luật sư đủ để kết luận hồ duy hải hoàn toàn không có mặt tại hiện trường vụ án Ông Nguyễn Hòa Bình đưa ra hoàn toàn những tình tiết cũ vào thời điểm hiện tại, tức là ngày 15 tháng 6 năm 2020. Điều này có nghĩa là ông ta đã vi phạm vào luật tố tụng hình sự tại điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân đã quy định thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của những biện pháp đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó nếu xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết. Chính vì không thường xuyên kiểm tra, tức là phải luôn cập nhật tình hình và tình tiết của vụ án, nên Nguyễn Hòa Bình cùng với 16 ông bà thẩm phán chỉ căn cứ vào những tình tiết cũ đã bị bóp méo, phi lý, phi pháp và đầy ngờ vực có căn cứ từ đông đảo dân trong nghề cho đến thường dân. Việc ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu trước quốc hội chẳng qua chỉ là trường tường thuật những bằng chứng giả trá. Điều đó cho thấy Nguyễn Hòa Bình coi thường ngay chính những người đã bổ nhiệm ông ta trong vai trò tránh án tòa án nhân dân tối cao. Bằng chứng mới từ luật sư Trần Hồng Phong Bảy tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án mà chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét đó là Thứ nhất, dấu hiệu hung thủ thuận tay trái. Trong khi đó, các bạn giám định pháp y nạn nhân Hồng có vết thương ở cổ theo hướng từ trái qua phải. Trong khi đó, nạn nhân Vân có vết thương cũng trên cổ nhưng theo hướng ngược lại. Thực nghiệm điều tra thì Hải cầm dao gây án bằng tay phải. Thứ hai, nhân chứng Đinh Vũ Thường không nhìn thấy Hồ Duy Hải như kết luận điều tra của công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân. Thứ ba, cơ quan điều tra đã bỏ qua chi tiết nạn nhân Vân vẫn còn ở tiệm bán trái cây lúc 21 giờ 1 phút. Thứ tư, một thanh niên khác ở bưu điện cầu voi và bốn bút lục quan trọng bị rút khỏi vụ án. Đó là biên bản lấy lời khai của anh Đinh Văn Còi và Lê Thành Trí. Các bút lục này được đánh số 139, 140, 141 và 142. Thứ năm, dấu hiệu đèn sáng, cửa mở ở lầu 1, điện cúp Cổng Khép và Nguyễn Văn Nghị là ai? Thứ 6, Hồ Duy Hải liên tục kêu oan nhưng chưa bao giờ được xem xét. Thứ 7, thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm Lê Quang Hùng có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường không thể đảm bảo tính khách quan, độc lập. 7 tình tiết mới này cũng được làm đơn cung cấp tình tiết mới để đề nghị kháng nghị tái thẩm gửi tòa, viện kiểm sát, ủy ban tư pháp quốc hội, chủ tịch nước. Điều 400 Bộ luật hình sự, tố tụng hình sự quy định tại khoản 1. Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp trừ quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Như vậy, chiếu theo khoản 1 điều 400 thượng dẫn, trường hợp Hồ Duy Hải không thể được tiến hành tái thẩm bởi vì Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định số 05 trên 2020 HS ngày 8 tháng 5 năm 2020 và quyết định này đã nói rõ không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15 trên quy đề VKSTC V7 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tức là Hồ Duy Hải phải chết. Như vậy gia đình Hồ Duy Hải cũng như dư luận chỉ trông vào điều 404 tại khoản 2 và khoản 3 đã quy định vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp. Tiếc rằng hai nơi đó chỉ có quyền yêu cầu xem xét lại vụ án đã giám đốc thẩm, còn chuyện xem xét như thế nào vẫn do tránh án tòa án dân tối cao quyết định. Vô hình chung quyền sinh sát vẫn trong tay tránh án Trương Hòa Bình giết chết, chết Hồ Duy Hải tức là phản bội lại cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những phát ngôn mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình đã bất chấp sự thật, bất chấp pháp luật để bảo vệ một quyết định thật nhẫn tâm. Hiến pháp 2013 đã quyết định rõ tại lời nói đầu thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa hiến pháp năm 1946, hiến pháp 1959 và hiến pháp 1980, hiến pháp 1992. Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong khi đó, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rõ Thứ nhất, đảng lãnh đạo là chỉ sự tác động ảnh hưởng của đảng bằng việc xác định đường lối, mục tiêu chính trị đúng đắn, đáp ứng mọi đáp ứng được lợi ích và mọi nguyện vọng cơ bản của đông đảo quần chúng nhân dân. Thứ hai, đảng lãnh đạo không phải dựa vào quyền lực, hiểu theo nghĩa cưỡng bức, ép buộc tác động đến đối tượng lãnh đạo là quần chúng nhân dân mà vận động quần chúng nhân dân ủng hộ đi theo đảng sự lãnh đạo của đảng đối với quần chúng nhân dân là sự vận động mang tính thuyết phục để nhân dân đi theo ủng hộ thứ ba đảng lãnh đạo được hiểu như sự suy tôn của quần chúng nhân dân thừa nhận đảng là lực lượng lãnh đạo của mình thứ tư đảng phải có năng lực thực tiễn tập hợp tổ chức quần chúng bằng những hình thức thích hợp để tạo nên sức mạnh hiện thực hiện đường lối của đảng như vậy cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ nhằm phục vụ nhân dân, thuyết phục nhân dân, tập hợp nhân dân để nhân dân thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam và đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án Hồ Duy Hải bị oan khuất suốt 12 năm qua được đông đảo nhân dân quan tâm, điều này có nghĩa bộ chính trị cần phải ban hành nghị quyết hoặc chỉ thị về vụ Hồ Duy Hải, buộc đảng viên Nguyễn Hòa Bình tuân thủ và thi hành theo đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tại khoản 1 điều 2 tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Chỉ có Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ căn cứ pháp luật theo cương lĩnh và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như hiến pháp đã quy định và đủ quyền lực thuộc về nhân dân mới có thể cứu được Hồ Duy Hải. Nếu Hồ Duy Hải phải chết, đó không phải gọi là tử hình mà phải gọi là giết người. Bởi lẽ cái chết của người thanh niên vô tội chịu oan ức suốt hơn 12 năm trời và là hành vi của bọn phản bội lại cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do tránh án Nguyễn Hòa Bình cầm đầu. Càng lên cấp cao hơn thì vụ án Hồ Duy Hải càng thêm phức tạp. Sau so phiên xử của Hội đồng Giao Thớt, gây chấn động xã hội, bản án giám đốc thẩm bị nhiều đại biểu quốc hội phê phán vi phạm tố tụng, nhưng tranh án tối cao Bộ Công an vẫn cố cãi lấy được là sự đúng người đúng tội. Ủy ban tư pháp quốc hội được họp phiên toàn thể và đa số thành viên nhất trí kiến nghị xem lại bản án. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã cài thế triệt buộc chỉ khi nào Tổng bí thư Chủ tịch nước ra tay mới có thể giải quyết được căn cơ. Xuất phát chỉ là vụ án hình sự hai cô gái bị giết thảm ở bưu điện cầu voi với một hiện trường có rất nhiều dấu vết hung thủ như dấu vân tay mẫu máu cái thớt cái ghế dính máu mẫu tóc chiếc dép đã được chụp bản ảnh ghi nhận thế nhưng cơ quan điều tra vì lý do nào đó lại không thu giữ giám định khám nghiệm tử thi lẽ ra phải giám định thời gian chết qua vết hoen trên da mức tiêu hóa thức ăn trong dạ dày mức đông máu xác định hướng cắt cổ tay thuận của hung thủ cũng không làm. Triệu tập lấy lời khai của một số người có quan hệ thân thiết với hai nạn nhân có mặt tại địa phương trong ngày xảy ra vụ án nhưng lại giấu nhẹm tất cả những hồ sơ ấy. Hai tháng sau bắt Hồ Duy Hải và cái cớ vụ án đánh bạc rồi chuyển sang tội giết người. Chứng cớ buộc tội là câu chuyện hoang đường từ lời khai của Hải. Các lời khai này được khách quan hóa bằng chữ ký của luật sư do cơ quan điều tra chỉ định. Nguyên là thủ trưởng cơ quan điều tra, người ta còn lắp ráp những lời khai nhân chứng được sửa chữa, diễn dịch lại cho phù hợp với lời khai nhận tội. Các đơn lời khai kêu oan của Hải, lời khai của nhân chứng không phù hợp để buộc tội đều bị loại khỏi hồ sơ của vụ án mà luật sư và ngay cả Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng không tiếp cận được. Qua hai cấp xét xử bị tuyên án tử, Ủy ban Tư pháp Quốc hội giám sát ba nhiệm kỳ Chủ tịch nước có văn bản đề nghị xem xét kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vạch ra nhiều điểm mâu thuẫn và vi phạm tố tụng. Tòa án Nhân dân Tối cao Giám đốc Thẩm vẫn y án với lập luận hết sức nguy hiểm là có vi phạm nhưng không ảnh hưởng đến tố tụng. Ngay hội đồng giám đốc thẩm càng vi phạm tố tụng nhiều hơn khi tranh án Nguyễn Hòa Bình từng là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ký quyết định bác kháng nghị giám đốc thẩm lại ngồi chủ tọa tòa mời luật sư nhưng chỉ tham dự khai mạc cho vui, không được tham gia tranh tụng. Hội đồng biểu quyết án bằng cách đưa tay. Diễn biến trên cho thấy ở 3 cấp xét xử vụ án đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội trong minh định trong điều 13 bộ luật tố tụng hình sự. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục bộ luật này theo quy định có bản án kết tội của tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội. Bản án giám đốc thẩm như trầm dầu và lửa gây bão dư luận. Điều kỳ lạ là một bàn tay bí mật nào đó đã cung cấp cho nhà báo trương châu hữu danh và luật sư trần hồng phong nhiều tài liệu bút lục bản ảnh hiện trường lời khai nhân chứng rất quan trọng cho thấy thêm sự lệch lạc của bản án và các vi phạm tố tụng như hình ảnh lê quang hùng chủ tọa phiên tòa sơ thẩm có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ án hồ duy hải dắt dao trước bụng trong lúc tấn công vân thiếu tá công an đinh văn còi nhìn thấy một thanh niên khác hồ duy hải trong bưu điện Luật sư Trần Hồng Phong đã cung cấp các tài liệu mới này cho các cơ quan có trách nhiệm và tiếp tục tố cáo về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mặt khác, một sức mạnh vô hình nào đó đã đè nặng lên những tiếng nói góp ý, phản biện. Công an tỉnh Long An dự kiến họp báo cung cấp thông tin nhưng sau đó hoãn vô thời hạn. Đoàn luật sư Việt Nam định tổ chức hội thảo về vụ án cũng bị hoãn. Báo chí lề phải phải đăng những thông tin từ cơ quan tố tụng cung cấp. Không có ý kiến bình luận, ngay cả đại biểu quốc hội cũng bị lãnh đạo tòa án trục mũ là phát ngôn nguy hiểm, bị thế lực thù địch tác động. Điều mà dư luận quan ngại không phải là số phận của cá nhân Hồ Duy Hải mà số phận của cả nền tư pháp. Với cung cách điều tra xét xử có vi phạm tố tụng nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án, và có thể tuyên án tử hình thì trong 90 triệu dân Việt Nam ai cũng có thể bị tuyên án giết người. Báo Người Đô Thị tờ báo hiếm hoi dám đăng ý kiến của chuyên gia về vụ án đã ghi nhận ý kiến của luật sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đánh giá vấn đề rất nghiêm trọng. Vụ án Hồ Di Hải không chỉ liên quan đến sinh mạng của một con người mà còn trở thành vụ án có tính lịch sử bộc lộ sự bế tắc và khủng hoảng của hệ thống tư pháp hiện tại. Tiến sĩ Bùi Ngọc Giao nhấn mạnh, nếu quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có sai phạm mà không được khắc phục thì sự sụp đổ của nền công lý tư pháp của Việt Nam không phải là điều không thể. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao hướng đến đề xuất giải quyết vụ án này một cách căn cơ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết đặc biệt cũng trên người đô thị luật sư nguyễn tiến lập trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam cũng có đề nghị tương tự dù chưa có tiền lệ nhưng không có quy định nào của hiến pháp và pháp luật ngăn cản quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền và trách nhiệm ban hành một nghị quyết riêng để giải quyết vấn đề nhằm khẳng định trật tự kỷ cương pháp luật lấy lại niềm tin của nhân dân vào thể chế chính trị nhà nước nhiều đại biểu quốc hội cũng chia sẻ những băn khoăn quan ngại ấy. Kỳ họp quốc hội này, chương trình nghị sự không bàn chuyên về tư pháp, nhưng vụ án Hồ Duy Hải đã bùng vỡ thành cuộc tranh luận sôi nổi của các đại biểu Hoàng Đức Thắng, Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa. Phía tòa án tối cao và chính yếu là Nguyễn Hòa Bình vẫn khăng khăng buộc tội Hồ Duy Hải. Xem vi phạm tố tụng là sai sót nhỏ, Phía bên ngoài quốc hội, tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cũng lên tiếng với báo chí cải chính chuyện nói con dao cái thớt vật chứng gây án nói cơ quan điều tra mua ngoài chợ là sai. Cái này của dân phòng đem nộp. Cải, cách cải chính này giống như kẻ trộm kêu oan nói tôi chỉ lấy đồ của người khác chứ không ăn trộm. Con dao cái thớt dù cho dân phòng mua rồi nộp cho cơ quan điều tra, mua đều là vật giả nó không thể lưu dấu tích hung thủ và cũng không có cách nào để xác định nó có vật có thể là thật giống với hung khí thật của vụ án. Vì sao công an tòa án cố tình phạm luật buộc tội Hồ Duy Hải? Nguyên nhân ban đầu của việc điều tra xét xử oan sai thì còn phải chờ phiên toàn xét xử hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án mới có thể lý giải được nhưng với cấp giám đốc thẩm hiện nay có thể thấy rõ động cơ bảo thủ là do Nguyễn Hòa Bình, Tô Lâm, Trương Hòa Bình muốn giữ sạch bản thành tích, có thể tiếp tục tiến thân hoặc chỉ ít là trụ hạng trong đại hội 13 sắp tới. Thực tế năm 2015 bộ ba này đã dùng áp lực bằng kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành với câu thần chú sai nhưng không ảnh hưởng đến bản chất để áp chế kết luận của đoàn giám sát quốc hội chỉ ra hàng chục điểm vi phạm của ba ngành trong vụ án này. Những người khách quan không dính chàm trong buộc tội Hồ Duy Hải là Ủy ban Tư pháp Quốc hội Viện trưởng Lê Minh Trí. Năm 2014, Quốc hội khóa trước đã từng giám sát án oan trong đó có vụ Hồ Duy Hải. Và lần này, Quốc hội một lần nữa đã vào cuộc Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để xem xét toàn bộ vụ án Hồ Duy Hải, trong đó trọng tâm là xem xét tính đúng đắn hợp pháp và quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Phiên họp này là do gia đình Hồ Duy Hải gửi đơn và các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại vụ án theo đó, các thành viên Ủy ban Tư pháp xem xét tất cả các quá trình điều tra truy tố, xét xử, từ sơ thẩm đến phúc thẩm nhưng đặc biệt xem xét về tính đúng đắn của quyết định giám đốc thẩm, tính phù hợp pháp luật của quyết định này. Sau cuộc họp, đa số thành viên của Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã thống nhất về các nội dung kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp luật những vi phạm trong quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án Hồ Duy Hải là nghiêm trọng, có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Ủy ban Tư pháp Quốc hội sẽ có văn bản báo cáo và kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tranh án Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền quyết định tại Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Chiều 19 tháng 6 tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội. Khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau khi Ủy ban Tư pháp có báo cáo Quốc hội sẽ có quan điểm chính thức về vụ án Hồ Duy Hải. Cánh cửa đang hé mở lối thoát cho vụ án Hồ Duy Hải cũng như cho nền công lý Việt Nam. Đó là Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã đưa ra điều luật mới xem xét lại bản án giám đốc thẩm. Theo Điều 404, yêu cầu kiến nghị đề nghị xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao khi có căn cứ xác định quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải phối hợp mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó. Về pháp lý, việc áp dụng điều 404 là giải pháp phù hợp để minh định đúng sai, nhưng đó là điều trong thực tế không rõ vô tình hay cố ý. Tranh án Nguyễn Hòa Bình đã cài thế triệt buộc và quốc hội khóa này không thể thực hiện điều luật mà không phạm vào điều 21 và 53 bộ luật tố tụng hình sự. Theo điều 21 nhằm bảo đảm sự vô tư người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản, người chứng kiến không được tham gia tố tụng nếu có lý do cho rằng họ không thể vô tư trong khi thực hiện nhiệm vụ. Điều 53 ở điểm C quy định thẩm phán phải từ chối xét xử nếu đã tham gia xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm hoặc tiến hành tố tụng vụ án đó với tư cách là điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên, thư ký tòa án, tức là không được hai lần xem tham gia tố tụng một vụ án cho dù với tư cách khác nhau. Trong phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua, luật cho phép có thể thành lập hội đồng từ 3 đến 5 hoặc toàn thể thành viên hội đồng thẩm phán. Nguyễn Hòa Bình đã chơi thẳng tay, lập hội đồng với toàn bộ 17 thành viên. 17 cánh tay đều là chúng chàm biểu quyết cho nhiều sai trái. Như vậy nếu xem xét lại bản án thì với nhiệm kỳ hiện nay không có thẩm phán nào có thể tham gia xem xét và không vướng luật. Như vậy muốn áp dụng thực hiện điều 404 việc tố tụng hình sự của quốc hội cũng chỉ được nghị quyết rồi nhờ hội đồng thẩm phán nhiệm kỳ mới và với điều kiện là hội đồng này phải thật sự mới không có mặt của 17 thành viên cũ phải thay máu lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao hội đồng thẩm phán nếu như vậy cơ quan giải cứu cho hồ di hải phải là lần tư pháp việt còn kéo dài và quá mong manh Hệ thống xét xử Việt Nam sẽ tiếp tục vận hành theo nguyên tắc suy đoán có tội, không đủ chứng cứ vi phạm tố tụng, vẫn có thể tuyên án tử hình. Quan niệm là lề lối xét xử này thực tế đã và đang phổ cập. Giải quyết duy nhất liều thuốc mạnh nhất duy nhất có thể giải cứu tình trạng này là thay máu, nguồn máy lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao. Người duy nhất có quyền thực hiện điều này đó là Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Điều 88 Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. Đề nghị Quốc hội bầu nhiễm bãi nhiệm tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, thẩm phán các tòa án khác, phó viện trưởng kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quyết định đặc xá căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội công bố quyết định đại xá. Và theo khoản 7 điều 70 hiến pháp Quốc hội có quyền bầu miễn nhiệm bãi nhiệm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân và Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, tranh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng kiểm toán nhà nước người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia với những vi phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải và rất nhiều vụ án oan sai nổi cộm chưa được xem xét như Lê Văn Trưởng, Nguyễn Văn Mạnh, Đặng Văn Chiến với hai vụ tự sát ở Bình Phước và Hà Nam đang thời đang thời sự cho thấy việc thay máu lãnh đạo hội đồng thẩm phán là hết sức cần thiết và đúng đắn. Muốn chấm dứt căn bệnh suy đoán có tội thì một quyết định xử lý đúng đắn về nhân sự sẽ có giá trị thuyết phục hơn buổi tập huấn về nguyên tắc suy đoán vô tội. Đó là phép thử cho sự công tâm quyết liệt chuộc cứu chuộc nền công lý của ông Nguyễn Phú Trọng. Đương nhiên, Hiến pháp chỉ là bề nổi chuyện nhân sự cấp cao hoàn toàn không thuộc về quốc hội mà nằm trong tay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyền lực ấy cũng trong tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từng đưa ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào lò thì chức vụ thành ủy viên Bí thư của Nguyễn Hòa Bình không phải là bất khả xâm phạm. Được biết, hiện nay song song với ủy ban thành song song với việc ủy ban tư pháp tập hợp ý kiến trích quan điểm của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương cũng đang tập hợp ý kiến để báo cáo Ban Bí thư Bộ Chính trị. Các quân cờ di động tiếp tục duy trì suy đoán vô tội hay xóa bỏ nó để thiết lập nền công lý cho chế độ hoàn toàn nằm trong tay của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo ý nghĩa này, thay máu, Tòa án Nhân dân tối cao cũng là tiền đề thắng lợi cho Đại hội 13 sắp tới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi